Tấm bảng với dòng chữ Bình Dương hẹn gặp lại này được đặt trên đường DT741 thuộc địa phận ấp bầu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Khu vực này nằm giáp danh giữa hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Ngay dưới chân tấm bảng này, vào chiều 13 tháng 1 năm 2020 đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu dụi hoàn toàn ba quán cà phê, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Theo trình bày của chị Thủy, chủ quán Nguyên Phong, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, trong khi một số khách đang uống cà phê ở quán, thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa phát ra ở quán cà phê mới mở ở bên cạnh. Ngay sau đó, một số khách trong quán hô hoán cùng chủ nhà dùng các vật dụng có sẵn để dập lửa. Tuy nhiên, do điểm xuất phát ngọn lửa là căn tròi lá, trong quán có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã lan qua quán cà phê Nguyên Phong và quán cà phê Mỹ Linh. Người dân đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cháy công an tỉnh Bình Dương và công an tỉnh Bình Phước đã điều năm xe chữa cháy, cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn ba quán cà phê có tổng diện tích gần 1.000 m2 cùng nhiều tài sản. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, rất có thể nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.